Ngoài ra người dùng cũng nên chủ động trang bị những giải pháp bảo mật. Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Địa bàn đến Zalo hôm nay là quận Bình Thủy của thành phố Cần Thơ, với những cái format Zalo xin mời. Rồi, anh chào Hiền ơi. Rồi, xin chào anh và anh vậy. Rồi. Rồi, xin chào tất cả các cô chú anh chị ha. Rồi. Hôm nay em Nhân có về là 27 format rồi Zalo cùng các cô chú anh chị nha. Rồi, 27 cây ha. Dạ. Rồi, ok. Rồi, có bông luôn mấy anh ơi. Rồi. Cái này bông từ 5 cánh tới 9 cánh, 12 cánh cũng có nha cô chú. Rồi, ok. Rồi tròn vòng đi em ơi. Không có điều. Rồi mã số 1. Em này là mã số 1, xin nhắc lại. Rồi em cho thông số số 1 luôn em ơi. Bình Thăng là được 28 nha cô chú. Rồi 28 luôn, rồi ok. Rồi cao luôn. Cao là 1m18 luôn. Rồi 1m18, ok. Mã số 1 này có giá là 3.200.000 nha cô chú. Rồi em này là 3.200.000 luôn mấy anh ơi. 3.200.000 mã số 1, ok. Mã số 1, 3.200.000. Rồi đổi luôn mấy anh ơi. Rồi tiếp theo số 3, số 2 chứ, xin lỗi. Đi cành khá nhiều đấy cô chú. Xin nhắc lại với các anh đây là mã số 2. Rồi chỉ cành khá luôn mấy anh ơi. Rồi cho thông số luôn em ơi. Thông số luôn. Cái này không có ấy đo với được, đo với Bình Thăng ở trên vị trí trên đi. Rồi. Ở trên là được 18 luôn. Rồi 18 luôn. Nguyên ghi cũ nó đi. Nhiều đây. Nguyên cũ nó là được 50 luôn. 50 luôn. Rồi chiều cao của em luôn. Cao là 1m25 luôn. Rồi 1m25 mấy anh ơi. Mã số 2 này có giá là 3 triệu chẳng luôn. Rồi em này là 3 triệu đồng. 3 triệu đồng luôn. 3 triệu rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Em này là mã số 3. Mã số 3. Số 3 xin nhắc lại. Số 3, số 3. Tròn vòng luôn em ơi, số 3 em ơi, số 3. Còn hồi lôi đây nè. Em này là số 3, xin nhắc lại. Rồi đo luôn. Bình Thăng là được 28 luôn. Rồi 28 luôn mấy anh ơi. Rồi chiều cao. Cao nó 1m5 luôn chú ơi. Rồi 1m5 luôn. Rồi ok. Mã số 3 này có giá là 3.200.000 luôn chú ơi. Rồi em này là 3.200.000 luôn. 3.200.000 miễn phí ship mấy anh ơi. Rồi đổi luôn. Kéo kéo bằng quay vô trong chút xíu đi. Kéo vô gần bóng đèn, gần bóng đèn. Hạ nó xuống đất luôn á nha, hạ nó xuống đất luôn. Ờ cho nó xuống đất luôn. Rồi em này là số 4 anh ơi, số 4. Số 4, số 4. Rồi em này là số 4 luôn. Rồi đo luôn em ơi. Bình Thăng là được 21 luôn. Rồi 21. Rồi cao em ơi. Cao được 77 luôn. Rồi cao 77 mấy anh ơi. Mã số 4 thì có giá là 2.600.000 luôn. 2.600.000. Rồi đổi luôn mấy anh ơi, 2.600. Rồi tiếp theo số mấy đây? Mã số 5. Em này là số 5 mấy anh ơi, số 5.
thể nghĩ cho người khác nhiều hơn một chút, quan tâm đến tận lòng của mình hơn một chút. Thì mà vậy, khi đến lại, chúng ta sẽ vui như mình đã sống. Bành Thắng là được 23 luôn. Rồi 23 luôn. Rồi cao. Cao được 72 luôn. Cao 72 luôn mấy anh ơi. Mã số 5 này có giá là 500 ngàn luôn. Em này là 500 ngàn mấy anh ơi. 500. 500. Ừ nghe. Chưa nói đi. Chưa về tới nhà nè, chưa về tới nhà không được đâu, chắc không được. À 7 giờ đi, có gì 7 giờ. Rồi rồi, xoay luôn, xoay luôn. Mã số 6 luôn. Em này là số 6 luôn. Số 6 luôn. Số 6, số 6. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn, số 6 luôn. Rồi đâu luôn em ơi, đâu luôn. Bình Thắng là được 22 luôn. Rồi 22 luôn. Cao là được 99 luôn. Rồi 99 luôn, rồi ok. Mã số 6 này có giá là 2.700.000 luôn. Rồi 2.700.000 luôn mấy anh ơi, 2.700.000. Rồi tiếp theo. Mã số 7. Rồi mã số 7. Này quá nha cô chú. Rồi em này là mã số 7. Em này là mã số 7. Rồi cho thông số em này luôn em ơi. Bình Thắng là được 25 luôn. Rồi 25 luôn. Cao. Cao được 40. Cao 40 rồi. Mã số 7 thì có giá là 800 ngàn luôn. 800 ngàn mấy anh ơi. 800. 800. Kéo kéo bàn xe vô đây chút xíu nha. Chút xíu. Rồi rồi được rồi. Rồi. Rồi số mấy đây, số mấy đây? Mã số 8. Em này là số 8 anh ơi, số 8. Số 8, số 8. Em này là số 8, xin nhắc lại nha, số 8. Số 8. Rồi cho thông số em số 8 luôn em ơi. Bình Thắng là được 23 luôn. Rồi 23 luôn. Rồi 23. Rồi cao luôn. Cao được 73 luôn. Rồi 73 luôn. Rồi ok. Mã số 8 có giá là 2.800.000 luôn. Rồi em này là 2.800.000 mấy nơi, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi đổi luôn. Rồi đổi. Rồi tiếp theo em này là số mã số 9. Số 9. Dán bài luôn. Số 9, số 9. Rồi tròn vòng số 9 luôn, rồi cho thông số luôn em ơi, số 9. Bình Thắng là được 22 luôn. Rồi 22 luôn. Chiều cao là được 46 luôn. Rồi 46. Mã số 9 có giá là 500 ngàn luôn. Rồi 500 ngàn luôn, 500, rồi đổi luôn. Mã số 10 luôn. Rồi mã số 10 luôn. Em này là số 10 mấy anh ơi, số 10. Rồi em này là số 10. Xin nhắc lại với các anh là số 10. Rồi đo thông số em này luôn, số 10 luôn. Bình Thắng được 21 luôn. Rồi 21, cao luôn em ơi. Cao được 59 luôn. Cao 59, rồi. Mã số 10 có giá là 1.900.000 luôn. Rồi 1.900.000 luôn, rồi đổi luôn. Số 11 luôn. Rồi em này là 11 luôn mấy anh ơi, 11 xin nhắc lại. Mã số 11. Rồi ok đo luôn em ơi. Bình Thắng là được 21 luôn. Rồi 21 mấy anh ơi, rồi cao. Cao được 48 luôn. Cao 48, rồi.
Mã số 11 này có giá là 500 ngàn luôn. Em này là 500 ngàn luôn. Rồi đổi luôn mấy anh ơi. Rồi tiếp theo. Mã số 12 luôn. Em này là 12. Mã số 12. Em này là 12, xin nhắc lại các anh. Rồi cho thông số 12 luôn em ơi. Thành thắng là được 25 luôn. Rồi 25, rồi cao. Cao được 53 luôn. Cao 53, rồi. Mã số 12 này có giá là 600 ngàn luôn. 600 ngàn luôn mấy anh ơi, 600, rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 13 luôn. Em này là 13 mấy anh ơi, 13. Em này là mã số 13. Mã số 13 mấy anh ơi, 13. Rồi, cho thông số luôn em ơi. Thắng là được 22 luôn. Chỗ này 22 mấy anh ơi. Rồi cao. Cao được 93 luôn. Cao 93. Mã số 13 này có giá là 2.800.000 luôn. Rồi em này là có giá là 2.800.000. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Rồi mã số 14 luôn. Em này là 14 mấy anh ơi. Mã số 14. Rồi tròn vòng luôn. Mã số 14. Mã số 14. Rồi cho thông số em ơi. Bình thăng được 28 luôn. Rồi 28. Cao 1m4 luôn. Rồi cao 1m4. Mã số 14 này có giá là 1.400.000 luôn. Rồi 1.400.000 đổi luôn mấy anh ơi, miễn phí ship toàn quốc, đổi luôn. Rồi tiếp theo. 15. Em này là mã số 15 mấy anh ơi, 15. Số 15. Em này là mã số 15. Rồi đo luôn em ơi. Bình thắng là được 23 luôn. Rồi em này là 23. Rồi chiều cao luôn. Cao 1m3 luôn. Rồi chiều cao thì 1m3. Rồi giá nhiêu em ơi? Mã số 15 thì có giá là 2.600.000 luôn. 2.600.000 đổi luôn anh ơi, đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 16 luôn. Em này là 16. Em này là mã số 16 nha mấy anh. 16. Rồi mã số 16. Bình thăng là 21 luôn. Rồi 21 luôn. Cao được 47 luôn. Rồi cao 47. Mã số 16 này có giá là 400.000 luôn. Rồi 400.000 luôn. 400. Rồi đổi luôn. Rồi mã số 17 luôn. Rồi mã số 17. Hay rất là đẹp nha cô chú. Em này là mã số 17 mấy anh ơi. 17. Rồi cho thông số 17 em ơi. Thôi nè cái cũ dưới nha. À được 34. Rồi 34 chỗ này. Rồi đâu nữa? Rồi Bình Thăng là cái này. Trên này là được 22 luôn. Rồi 22 luôn. Rồi chiều cao em luôn. Cao là 1m1 luôn. Rồi 1m1. Mã số 17 này có giá là 3.500.000 nha cô chú. Rồi em này là 3.500.000. 3.500.000 rồi đổi luôn.
số 18 luôn. Rồi 18 luôn. Mã số 18. Em này là mã số 18 nha mấy anh. 18. Rồi cho đông số 18 20. Mình thắng được 22 luôn. Rồi 22. Cao được 76 luôn. Rồi 76 luôn mấy anh ơi. Mã số 18 thì có giá là 2.600.000 luôn. Rồi 2.600.000 luôn. Rồi đổi luôn. Mã số 19 luôn. Rồi em này là 19. 19. Mã số 19 mấy anh ơi. Em này là 19. Rồi cho thông số 19 em ơi. Hoành Thăng là được 19 luôn. Rồi 19 luôn. Cao. Cao được 63. Cao 63. Mã số 19 này có giá là 1.800.000 luôn. Em này là 1.800.000 luôn mấy anh ơi. 1.800.000. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 20. Em này là 20. Mã số 20. Em này là mã số 20, xin nhắc lại với các anh. Rồi thông số luôn em ơi. Thành Thăng là được 20 luôn. Rồi 20 luôn. Rồi cao. Cao là được 85. Rồi cao 85. Mã số 20 này có giá là 2 triệu luôn. Rồi em này là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng rồi đổi luôn. Rồi. Mã 21 luôn. Rồi tiếp theo là 21. Em này là 21 mấy anh ơi, 21. Rồi cho thông số 21 luôn em ơi. Thành Thăng được 20 luôn. Rồi 20 luôn. Rồi cao. Cao được 65 luôn. Rồi cao 65. Rồi. Mã số 21 thì có giá là 1.800.000 luôn. Em này là 1.800.000 luôn mấy anh ơi, 1.800. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Số mấy à? 22 luôn. Rồi em này là 22 luôn. Tròn vòng 22 luôn em ơi, tròn vòng 22 luôn. 22 cái này có xù nha chú. 22 có xù nha bà con. Đây. Rồi nhẹ nhẹ đi, nhẹ đi, nhẹ đi. Rồi đo luôn. Bình Thắng được 20 luôn. Rồi 20 luôn. Cao được 63 luôn. Cao 63, rồi. Mã số 22 này có giá là 500.000 luôn. Em này là 500.000 luôn, rồi đổi luôn. Mã số 23 luôn. Rồi 23 mấy anh ơi, 23. Xin nhắc lại các anh là 23. Rồi. Mã số 23, rồi đo luôn em ơi. Bình Thắng được 21 luôn. Rồi 21 luôn. Rồi. Cao. Cao được 38. Cao 38. Mã số 23 thì có giá là 400.000 luôn. Em này là 400.000 luôn mấy anh ơi, 400 rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo 24. 24 luôn. Mã số này mã số 24 mấy anh ơi. Mã số 24. Rồi đo luôn em ơi, mã số 24. Bình Thăng là 22 luôn. Rồi 22 luôn. Cao là được 70 luôn. Rồi 70 luôn. Mã số 24 có giá là 2.200.000 luôn. Rồi 2.200.000 luôn, 24 đổi luôn bên đây. Rồi tiếp theo. Rồi mã số 25.
rồi nhắc ra một xíu. Rồi rồi, mã số 25. Rồi mã số này mã số 25 mấy anh ơi, mã số 25. Rồi em cho thông số 25 luôn em ơi, 25. Được nhiêu ạ? Bàn thắng là được 27 luôn. Rồi em này là 27, rồi chiều cao. Cao hết cái thước luôn. Chiều cao hết thước mấy anh ơi, chiều cao hết thước. Cũ nó là được 49 luôn. Rồi cũ 49 luôn. Rồi như vậy là em cho giá này nhiêu? Mã số 25 này có giá là 3.500.000 luôn. Rồi em này là 3.500.000 luôn. Rồi đổi luôn. Mã số 26 luôn. Em này là 26 anh ơi, 26. Rồi 26. Bình thắng là được 22 luôn. Rồi 22 luôn. Cao được 37 luôn. Cao 37. Rồi. Số 26 có giá là 400.000 luôn. Rồi 400.000 luôn. Rồi ok. Rồi số mấy đây? 7 cuối cùng. Mã số 27. Rồi em 7 cuối cùng. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Rồi có chi cành luôn mấy anh. Chi cành đấy được luôn. Để khá là đều nha cô chú. Rồi để khá đều luôn. Rồi em cho thông số em này luôn. Bình thăng được 32 luôn. Rồi 32 luôn. Cao được 1 mét chẳng luôn. Rồi 1 mét chẳng luôn. Mã số 27 thì có giá là 4.300.000 luôn. Rồi 4.300.000 luôn. Là mã số cuối cùng luôn mấy anh ơi. 4.300.000 phải không? Rồi mã số mấy vậy? 27 cuối cùng. Rồi chào bà con luôn em ơi. Rồi xin chào tất cả các cô chú anh chị ha. Rồi xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã ủng hộ cho em Nhân nhiều quá. Rồi rồi xin rất mong các cô chú anh chị ủng hộ cho em Nhân tiếp ạ. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại em luôn. Mến chào tạm biệt, chúc sức khỏe luôn. Phải căn cứ vào diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, căn cứ vào khả năng tiếp nhận cách ly. Rồi tạm biệt, chúc sức khỏe mấy anh ơi. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại luôn. Cảm ơn mấy anh rất nhiều.